Đây là quốc lộ 91 đoạn đi qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, là nơi liên tiếp xảy ra sạt lở trong những ngày qua. Sạt lở nghiêm trọng đã khiến tuyến đường độc đạo nối thành phố Cần Thơ, thành phố Long Xuyên lên thành phố Châu Đốc và các huyện giáp biên giới Campuchia của An Giang bị cắt đứt hoàn toàn. 26 hộ dân đã buộc phải di rời khẩn cấp. Tôi đang có mặt tại hiện trường vụ sạt lở tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Đến hôm nay thì cái khu vực sạt lở này vẫn diễn biến rất là phức tạp và có thể tiếp tục xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào. Và theo như số liệu của tỉnh An Giang thì chỉ trong vòng 7 tháng qua thì tại địa phương này đã xảy ra khoảng 17 vụ sạt lở và đã có khoảng 78 hộ dân đã phải di rời. Và rất là nhiều các cái hộ dân khác cũng đang trong những cái sống trong những cái nỗi lo bị ảnh hưởng bởi sạt lở. Hiện tại khu vực sạt lở đã được lực lượng chức năng phong tỏa chắn ngăn, không cho phương tiện và người qua lại. Các phương tiện giao thông được phân luồng đi vào tuyến đường tránh đang được thi công dang dở. Những thảm trải nhựa còn lại này đang tiếp tục có những dấu hiệu đứt gãy và dường như sạt lở vẫn chưa dừng lại ở khu vực này. Cuộc sống của người dân ở đây chưa bao giờ bất an như hiện nay. Sạt lở cái này là cũng khoảng những 20 ngày hơn rồi. Lúc sạt lở tới giờ. Giờ nói chung là dân ở đây thì khi mà sạt lở rồi là người ta lúc nào cũng là lo sợ, không biết là sạt ở đó hay là có thể là sạt vô tới nhà mình hay là không. Nhiều khi ban đêm mới ngủ cũng lo sợ chứ không có ngủ được yên. Bây giờ thì trước mắt bây giờ khoảng chừng 2-3 ngày nay thì ở ấp lên cho hay là dân ở đây là không được quyền ngủ trong nhà nữa mà phải đi lại phía sau nhà người quen ngủ, bỏ nhà đây chứ không được quyền ngủ trong nhà. Tuyến đường sạt lở không chỉ khiến việc đi lại của người dân khó khăn, đảo lộn mà sinh kế của nhiều hộ gia đình cũng bị đe dọa, nhất là những hộ sinh sống bằng nghề buôn bán dựa vào tuyến quốc lộ trước nhà. Thì trong cái khu vực cấm này thì không có còn buôn bán được. Thì mình nói trong này đâu ai qua lại gì đâu mà buôn bán, tại vì mình cũng như buôn bán thật quá thì bánh trái kẹo đồ bánh rau cải đồ trong này thì đâu ai qua lại đâu mình bán được, cũng hơi khó khăn chút. Thì mình sống bằng nghề buôn bán không à, chứ không có làm gì. Sợ nó sạt lở tới rồi mình cũng khổ, mình không biết mình chèo chống tới đâu nữa. Hiện tại, theo cơ quan chuyên môn tỉnh An Giang, toàn tỉnh hiện có 51 điểm sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến 20.000 hộ dân. Tuy nhiên, không riêng gì An Giang, tình trạng sạt lở hiện là vấn nạn chung của các tỉnh thành miền Tây. Sạt lở không chỉ gây thiệt hại đến tài sản đất đai của người dân mà còn làm tốn rất nhiều tiền để khắc phục. Cái tình hình sạt lở tại đồng bằng sông Cửu Long thì hiện nay đang diễn biến rất là phức tạp. Và theo như số liệu thống kê thì hiện cả khu vực này có khoảng 564 điểm sạt lở bờ sông và bờ biển với 834 km sạt lở. Trong đó riêng sạt lở bờ sông thì có khoảng 512 điểm với khoảng 566 km bờ sông bị sạt lở, đặc biệt là trên hai cái tuyến sông Tiền và sông Hậu. Đáng lo là theo nhận định của các chuyên gia sinh thái, sông ngòi đồng bằng sông Cửu Long đang rơi vào tình trạng mất cân bằng, thiếu hụt bùn cát và đáy sông nghiêm trọng. Sạt lở sẽ là khuynh hướng còn tiếp diễn nhiều hơn, mà khi sạt lở đã xảy ra thì việc khắc phục là rất khó khăn, tốn kém.